kiến thức về bảo vệ răng miệng là không có. Đúng. Cái kiến thức không có. Ví dụ ngay như là có đến bây giờ thì người ta mới phổ biến là ăn xong sau 5 phút vi khuẩn nó tấn công, ăn xong thì yêu cầu là đánh răng. Rồi. Nhưng mà ngày xưa có ai phổ biến? Không những không phổ biến mà ngày xưa cái điều kiện nó cũng khó khăn nữa. Không có. Tức là đánh gì muối. Là đánh muối cũng còn phân phối nhé, thế thôi. Thuốc đánh răng không có, thành ra mọi thứ bàn chải cũng không có, nó cùn rồi thì cũng gọi là cứ dùng tạm thôi. Thành ra cũng đâm ra cũng lười, có khi giỏi lắm thì cũng chăm chỉ là xúc miệng, rồi có khi còn lấy ngón tay trỏ vào ngoáy vào cọ. Mà đều cứng chứ? Không, cái dân châu Á nói chung ấy, khác với dân Tây châu Âu á, là bọn châu Âu gần như không ăn đồ cứng. Đấy. Nhưng dân châu Á nói chung là khoái khẩu những cái món mà gặm xương sủng rồi chân gà chân ga rồi là sướng, có đúng không ạ? À, thế chứ gì? Thế nhưng mà đấy cũng là một phần. Nhưng cái quan trọng là thực ra nó là cái cơ địa, hay nói đúng là tố chất của cái kiểu của từng cái vùng dân. Đấy. Nên là cái khẩu vị nên là nó hóa. Nếu mà như anh nó quay về trên dân